Tin vui mọi người ơi, Lovefruit chính thức có một bài update mới, Valentine Event. Hãy cùng mình xem video để hiểu rõ thêm thông tin nhé. Nếu bạn đã like, đăng ký kênh, bấm vào cái chuông thì xin chúc mừng các bạn chính thức tham gia được hội những người đẹp trai xinh gái nhất Lovefruit này. Và vào chương trình tuần này, mình sẽ tặng các bạn trái leo Bắc Vinh Viễn, mô chi viễn và rất nhiều quà Lovefruit Max Level luôn. Bạn nào muốn tham gia event của mình hãy làm điều đó ngay nha. Chúc các bạn. Xin chào mọi người, mình là ông chú Duy ở đây. Thì nói chung là ngày hôm qua là ngày Valentine, chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Và nếu bạn nào được tặng quà hay là người yêu tặng cho mình sô cô la, bông hoa gì đó thì xin chúc mừng các bạn. Còn mình thì cũng được là có sô cô la mọi người, nhưng mà là mình tự mua tự ăn, mà thôi kệ, chúng ta bỏ vấn đề này đi. Quan trọng là ngày hôm nay chúng ta lại có một thông tin về update lớn. Tôi nói nhầm anh em, là về một update mới, và update này sẽ được ra mắt rất có thể là trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai nha mọi người. Và nó là một cái update event thì mình sẽ bạn xem. Thì nói chung là mình tiết lộ luôn, đó chính là update event Valentine. Nghe là cháy liền đúng không? Đây chính là Twitter của Rip In Ra. Và nếu bạn nào muốn trở thành những người cập nhật thông tin nhanh nhất, các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình. Mình sẽ đem đến thông tin hữu ích cho mọi người nha. Rồi thì vào sáng nay thì ông Rip In Ra có đăng một thông tin về một update mới. Khi mà các bạn nhìn vào tấm ảnh, các bạn gọi là cũng rất là hào hứng đúng không? Thì ông ghi là chúng ta đang làm gọi là làm việc chăm chỉ cho một cái sự kiện đặc biệt của tình yêu và hy vọng sẽ được ra mắt sớm thôi. Thì nếu mà các bạn nhìn kỹ vào tấm ảnh này thì các bạn có thể đoán được nó sẽ update liên quan tới gì đúng không? Chắc chắn là Valentine anh em, bởi vì chúng ta đang trong mùa Valentine mà. Mà đây cũng là một cái chia sẻ của mình cho mọi người biết luôn. Thì đây chính là lần đầu tiên mà Lovefruit tổ chức sự kiện Valentine. Bởi vì trong lịch sử từ đó đến giờ chưa có một cái update nào liên quan tới Valentine hết. Và rất có thể, và tôi nghĩ anh em có thể là do năm nay tự nhiên admin có người yêu, cho nên là ông tổ chức sự kiện Valentine cho mọi người chung vui luôn. Đó chứ mấy năm trước làm gì có được đúng không? Rồi giờ quay trở lại vấn đề chính nè. Thì nếu các bạn nhìn vào tấm ảnh này thì các bạn sẽ thấy được có một trái quỷ rất là quen thuộc luôn. Đúng rồi đó mọi người, đó chính là trái lớp nha. Và rất có thể trong cái update lần này thì trái lớp sẽ được là mình nghĩ nha, 50% là sẽ được sửa lại reward, còn 50% sẽ là được thức tỉnh. Nhưng mà về cái phần là cái hướng thức tỉnh thì mình nghĩ nó sẽ đúng hơn em. Bởi vì trái lớp nếu mà làm lại thì nó cũng không ổn mà cái việc các bạn thức tỉnh đó mọi người. Cho nên là bạn nào mà đang muốn là có sở hữu trái lớp thức tỉnh thì các bạn tranh thủ vào mua đi mọi người. Tại tôi nghĩ là lúc mà nó được thức tỉnh thì nó sẽ tăng giá tiền lên, và kể cả cái việc robot của nó tăng lên luôn. Cho nên giờ anh em mua là thời điểm hợp lý nhất, và lúc đó nó tăng lên ví dụ 2000 robot hay là gì đó thì ai biết được không. Cho nên giờ cứ mua lúc này là lời nhất mọi người. Mà công nhận cái tin này cũng khiến tôi bất ngờ, thật sự tôi không tin là Lovefruit lại tổ chức sự kiện Valentine luôn á. Mà nói chung là ở Việt Nam hình thì gọi là Valentine đã trôi qua rồi, nhưng mà ở bên nước của admin mọi người thì là vẫn mới bắt đầu Valentine thôi. Thì tôi nghĩ là rất có thể là chiều nay hoặc là ngày mai gì đó thì bản này sẽ được ra mắt, và nó sẽ được kéo dài trong vòng một tuần nha. Mà nếu các bạn để kỹ nữa thì ở trong tấm ảnh này ở có một chữ kit ở đây nè. Đó, ở trước ngực của cái con nhân vật này có chữ Kid nha. Thì tôi nghĩ đây chính là Kid Gaming mọi người. Ông Kid Gaming là cái người làm về từ game Lovefruit đó, là cái YouTuber hợp đồng á. Thì tôi nghĩ chắc là có liên quan gì tới Kid Gaming. Mà công nhận là cái tấm ảnh này tôi thấy cũng kỳ kỳ mọi người. Đáng lẽ là cái người mà sử dụng năng lực trái lớp á thì là cho bo hành cốt hay là cái nhân vật nữ ra đi đúng không? Mà tự nhiên nhân vật nam lại sử dụng trái lớp để avatar, nó cũng hơi kỳ ha. Thôi nói chung sao nè, biết là có update mới là chúng ta vui rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi là chờ đó update mới. Và khi nào mà update mới ra mắt mình sẽ livestream để gọi là chơi cùng mọi người, mình chỉ các bạn cách chơi event luôn nha. Rồi các bạn thấy không tin hữu ích, hãy bấm like giúp mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc bạn ngày tốt lành, tranh thủ đi một trái lớp nha mấy fan. Bye mọi người.